Kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện là mũi kép 3. Ký hiệu của mũi kép 3 là chữ giống như chữ tờ này, gạch xéo thêm 3 sọc nữa. Và ký hiệu bằng chữ là cái này. Độ cao của mũi kép 3 ở đây sẽ là 5 bính. Vì vậy, từ vị trí này đếm xuống đây bạn sẽ lấy xuống cho mình là 7 bính thì mình sẽ được mũi kép 3 đầu tiên. Ở đây là mình đã móc sẵn 10 bính rồi. Giờ bạn sẽ móc lên cho mình thêm 5 bính nữa. Bạn móc lên cho mình 5 bính nữa nha. Rồi. 1 2 3 4 5. Từ đây đếm xuống 7 bính cho mình. 1 2 3 4 5 6 7. Ở đây vị trí này ha. Rồi, bạn quấn cho mình 3 vòng. 1 2 3 và xem xuống cái vị trí thứ bảy này. Móc lên cho mình. Cứ qua hai chân. Một lần bạn cứ qua cho mình hai chân ha. Hai lần. Ba lần nè. 4 lần nè. Rồi, bạn lấy cho mình 3 vòng. 1, 2, 3 vòng. Xong xuống chân kế tiếp cho mình ha. Rồi, móc lên. Cứ một lần bạn sẽ đi qua cho mình hai chân. 1 nè, 2 nè, 3 lần nè, 4 lần kết thúc. Và bạn đánh hết cho đến gần cuối cho mình ha. Rồi còn chân cuối cùng bạn móc cũng giống y chang như này cho mình ha. Lấy 3 vòng, 3 vòng. Xong rồi chân cuối cùng. Hai chân đi qua một lần. Hai chân kéo qua một lần. Rồi, ở đây bạn móc lên cho mình 5 bính. Đây là độ cao của cái mũi kép 3. Và cái chân đầu tiên của nó sẽ rơi ở vị trí thứ hai. Không phải rơi đây nhé, rơi ở đây. Rồi, móc lên cho mình 5 bính. 1 2 3 4 5. Rồi, xoay ngược lại. Bạn lấy cho mình 3 vòng. 1 2 3. Xỏ xuống vị trí này, không phải là vị trí này ha, vị trí này cho mình. Một lần mình sẽ kéo qua hai chân ha. Làm cho đến gần hết này cho mình ha.
Đây còn lại hai chân này mình làm chấm y chang ha. Ngay đây chưa kết thúc ha, còn một chân nữa mới kết thúc. Ở đây bạn thấy cái chân cuối cùng này nó sẽ rơi vào năm cái bính mầm móc lên này, ở ngay chân thứ năm này luôn ha. Bạn lưu ý là mình còn móc ngay đây nữa ha, ngay chân thứ năm. Đây móc kéo qua cho mình. Bạn muốn móc hàng nữa thì bạn móc lên 5 bính này cho mình ha. Bạn thấy là độ cao của cái này nó sẽ cao hơn những cái mũi trên nhiều, cứ mỗi lần mà mình tăng lên vậy là độ cao nó sẽ tăng lên. Khi mà bạn móc như vậy thì hàng bên đây nó sẽ bằng nhau, hàng bên đây nó sẽ bằng nhau, không có bị dư thừa mà cong ra như mấy bạn mà móc thông thường á, mà chân móc rơi ngay cái vị trí đầu này thì cái chỗ này nó sẽ dư ra. Vì vậy bạn móc theo cái cách của mình thì bảo đảm 100% là hai bên này nó sẽ thẳng, không cong.